Chào tất cả mọi người, chào các bạn một ngày mới đẹp, một ngày an lành hạnh phúc. Chúc mọi người được tâm sáng suốt, trí tuệ an định nơi mình cư ngụ. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay thì sẽ gặp lại các bạn với món cá cuộn. Cá cuộn mình sẽ khoa nghệ nha các bạn. Thì đây là cá cuộn cá chai á, người ta đã cuộn sẵn với rong biển. Thì bây giờ là trước tiên mình ướp một chút nghệ, nghệ bột, rồi một ít ớt băm. Xong thì mình sẽ chiên sơ cho cái da nó giòn. Khi mà cái da nó giòn lên thì chúng ta sẽ kho lại, kho lạc với nước tương. Nước tương như là nước tương mặn, mắm mặn của người ăn chay của mình á. Thì bây giờ là mình chỉ chiên cho nó vàng, cái da nó giòn lên thôi. Khi mình chiên thì mình đã khứa cái khứa cá cho nó như thế này này nha các bạn. Đặng khi mình kho cho nó thấm và nó ngon. Một ngày mới an lành hạnh phúc. Sáng ra một ngày mới thì cũng là ánh nắng bình minh của một ngày đầu tiên. Và vạn vật chim trên cành vẫn hót. Cảnh vật xung quanh vẫn bình thường. Nhưng ngoài xã hội thì mọi thứ đều thay đổi mỗi ngày đó nha các bạn. Chỉ là chúng ta giữ cái tâm cho mình an định được ở nơi đây thôi. Xã hội động loạn, dịch bệnh, kinh tế, toàn thế giới này đều phải chịu chung số phận. Bởi vì lòng người càng ngày càng tham lam nhiều lên. Vì vậy mà xã hội loài người sẽ không bao giờ ngừng nghỉ những điều phi lý. Chỉ cần mỗi người giữ cái tâm an định ở trụ ở nơi chính mình thì tự nhiên mình sẽ được an yên, an lạc nha các bạn. Thì cá cuộn của mình ngày hôm nay rất là nhiều, cho nên là mình kho nghệ thì mình sẽ kho đủ một người ăn. Mình sẽ lấy ra một ít, còn bao nhiêu là mình sẽ để cho nó chiên giòn nha mọi người. Mà khi mình ướp nghệ rồi mình chiên giòn thì ăn nó cũng rất là ngon. Cho nên mình chỉ lấy ra một ít để mình chiên giòn thôi. Đó, mình kho kho lạc thôi, hoặc là mình kho queo với nghệ cũng được, cũng ngon. Đây là nấm rồi các bạn, nấm rơm mình cũng có thể chiên giòn lên để ăn rất là ngon. Thì mình chỉ cần để vô trên chảo dầu nóng rồi mình gắp cái hạt nêm lên. Thì gắp ít thôi, nấm nó rất là ngọt và vừa ăn. Rồi, mình sẽ ướp cá cuộn kho nghệ nha. Và đây là nước tương làm, mình để một ít bột ngọt, mình để ít xíu nước tương mặn chay nha. Rồi mình cho một ít nước lạnh vô. Cái thau nước này là hồi nãy mình ướp nghệ nè, nó còn nghệ nè mọi người, cho nên mình cho nó vô luôn. Mình sẽ cho một ít đường, tại vì đây là cái món kho mình để nước tương mặn, cho nên mình sẽ để một ít đường để dằn cái độ mặn lại. Cũng không cần nhiều đường lắm đâu, mình chỉ để ít đường thôi. Nực thùng thùng luôn. Thời tiết nóng luôn các bạn, mình không làm gì nặng nặng nhọc hết, mà thời tiết chỉ nóng thôi, hồi cũng mệt thở không ra hơi. Thời tiết bây giờ rất là khắc nghiệt, biến đổi khí hậu tiếp đà.
xã hội loài người ngày hôm nay mọi thứ đều biến đổi khí hậu. Khùng lên cơn khùng cũng biến đổi khí hậu. Mọi thứ cũng đã bắt đầu vàng lên rồi đó nha các bạn. Mình chỉ sơ vài cái nữa thôi, mình cắt ít gốc hành để vô cho nó thơm. Thì mình đợi cho hành nó bắt đầu nó hơi vừa vàng tới là mình sẽ tắt bếp. Không cần thấy quá vàng. Rồi được rồi đó nha. Mình chỉ mắt xuống. Thì mình sẽ cho cái chảo cá cuộn mình kho nghệ lên nha. Thì đây là cái món cá cuộn mình cũng ướp nghệ mình chiên rồi xong là mình kho lại. Còn đây là cái món cá cuộn mà mình ướp mình chiên nhưng mà mình sẽ chiên giòn. Thì tùy theo cái sở thích của mình sẽ chế biến như thế nào để cho nó theo cái khẩu vị của mình nha. Thì các bạn có thích kho thì cứ là kho, còn cứ thích chiên thì cứ là chiên. Vậy thôi. Để đồ ăn chay của mình thì nó sẽ thay đổi khẩu vị hàng ngày cho cả gia đình mình đó nha các bạn. Ồ, quá ngon. Rất là tuyệt vời. Thì cá cuộn này mình thấy mình ướp nghệ, mình chiên thì mình thấy nó rất là ngon đó các bạn. Thì các bạn cũng thử làm một món. Mua về, cái này mình mua khoảng 200-300 gram thôi. Thì mình cũng ăn 200 gram, 300 gram cũng nhiều đó nha bạn. 300 gram cá cuộn mình thấy nhiều lắm đó nha các bạn. Mình ăn cả gia đình mình cỡ 3 người, 4 người được đó. Rồi đây là một món cá cuộn ướp nghệ chiên. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Và cầu nguyện với kỳ duyên mình. Bếp chay kỳ duyên của một ngày mới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Thì mình đã hoàn thành cái món chiên và cái món kho thì nó sẽ xong sao. Mời thưởng thức. Ngon. Cảm ơn. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi, cứu độ khắp pháp giới chúng sanh A Di Đà Phật. Rồi vậy thì cái món cá cuộn kho nghệ của mình nó cũng đã vừa ăn rồi nha mọi người. Mình sẽ nhắc xuống. Mình cho một ít hành lá vô. Một ít hành lá và một ít chi xay. Cho nó thơm nha các bạn. Rồi như vậy là cái món cá cuộn kho nghệ của mình nó cũng đã xong. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Thì chỉ là cái món cá cuộn thôi thì mình thì hôm nay mình chế biến được hai món. Mời mọi người thưởng thức nha. Ăn chay cho thân tâm mình được an lạc nha các bạn. Khi mình ăn chay thì nó có rất là nhiều lợi cho sức khỏe của chúng ta. Không có sợ đồ độc hại nếu mà mình ăn đúng cách. Mình cứ ăn linh tinh những cái đồ mình không rõ nguồn gốc. Nhưng mà những đồ rõ nguồn gốc thì mình ăn rất là tốt cho sức khỏe của mình. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức thêm một món cá cuộn thứ hai nha. Mình kho với nghệ để hành và tiêu rất là hấp dẫn. Mời mọi người cùng thưởng thức.